Hôm nay là ngày 2 tây tháng 11. Shop Hoàng Tiger xin lên một video này là hàng sách tay Nhật. Lô này gồm một ít cần lua. Anh này em chuyên cần lua với cần dít thôi nha. Với lại tự nhiên nó sót lại, em mới nhập về được cây cần tay cực kỳ VIP luôn. Cây Ola. Cây này rất là đẹp. Full box. Thì anh em mua hàng của bên em cũng đã lâu rồi, cũng đã biết rồi. Thì bên em là nhận cọc nha, nhận cọc em mới chuyển hàng. Cái đó là bên em bán hàng vậy. Anh em thương em thì tin tưởng em, giúp em vấn đề này một cái. Đầu tiên em xin lên cây cần lóng ngắn này trước nha. Cây cần này là cây cần lua của Abu. Đây anh em, cây này rất là đẹp. Thì anh em chơi cũng đã tìm hiểu rồi, cũng biết Abu là hàng như thế nào rồi. Đây. Đây là cái Abu 4 khúc cho anh em lua. Cái này là anh em có thể dùng để đi du lịch, bỏ vô cái túi rất là gọn nha. Nó gọn lắm. Nó có, để em coi coi, 2, 4, có chừng 45cm à, 45-47cm. Đây, cái Abu này là 4 khúc. Đó, anh em thấy đẹp không? Đó, cái đầu cua của nó hai da nè. Đây, sẵn đẹp không? Phôi là phôi rất là đẹp. Đây, dòng Abu. Thì anh em nhớ là bên em là cái lô này là tất cả hàng là carbon không nha. Em chỉ nào phíp em nó sẽ nói phíp. Đây, tất cả hàng carbon. Đây, rất cứng. Rất cứng ngắt luôn á, 4 khúc. Cái này là thông số như thế này. Đây, em sẽ đọc thông số cho anh em. Đây, thông số nó nằm ở lóng thứ hai. Đây. 66 1m89, ê 1m98. 4 khúc nha, 4m, thông số là M. 3/16 đến 3/4 OZ, 8 đến 20 level, cây này quýnh tới 21. Tới 20 mấy gram luôn á. 8 4 8 32 32 4. Hàm cỡ chừng 21 gram á. Nha, 20 đó, cho anh em quýnh cá chẽm lóc gì á tùy theo. Này dạng như nó lóng ngắn nữa, nó 4 khúc như vậy nè, cho anh em du lịch đó, chơi rất là hay. Thì anh em mình đi, nếu mà có đi công tác xa rồi, anh em mình nếu mà có đi du lịch với gia đình mà cần những cái mô hình này nè, nó gọn này nè, để cho anh em mình dễ vận chuyển, khỏi có phải dài hay nó vướng víu, thì anh em nên dùng dòng này nha. Đây, dòng này rất là đẹp. Cây Abu này có mã là F1. Mã F1 này có giá là 1.900.000 nha, cho cây Abu này 1.900.000. Cây này là nó bị dơ nha, em chưa vệ sinh. Cây này, chỗ này là mà em vệ sinh lên, em lấy kem đánh răng á, em sạc chút xíu là mới tinh nè. Cây này mới nhưng mà do bụi á, thời gian để bụi nó bám vô cái bần này hay bị dơ lắm nha anh em. Rồi, rất đẹp cho một cây Abu 4 khúc. Rồi, tới mã F2. Mã F2 là một dòng 1 khúc nha anh em. Dòng này là cần 1 khúc. Đây, khoan bù xi xích để 3 hai chân. Hai chân. Rồi, cái này cho anh em quấn lóc chẽm. Cứng ạ. À. Cái này quấn cứng khá hay đấy. 5/41, 1m62 nha anh em, 5/4, quýnh mát tới 21 gram nha, 6-14 leo beo. Dòng này là dòng Mitterdon, bát, bần, rất là đẹp. Đó, cho anh em quýnh địa hình, mình quýnh vô cái thế gọi là ngắn á, thì mình dùng cái này nha, thế ngắn. Đó, quýnh 21 gram cũng khá là cứng. Cho anh em quýnh cá lóc, cá chẽm. Được trang bị phôi xanh, phôi carbon xanh xoắn rất là đẹp nha. Dàn khoan xích, alo mô chè. Thì cái này có mức giá là 1.100.000 nha anh em. Mã F2 có giá là 1.100.000 nha, cho cây Mitterdon 1 khúc. Kế tiếp là mã F3. Mã F3 là một cây tem Daiwa, cũng 1 khúc luôn nha anh em. Đây, em Fuji Sit
đây bóng lưỡng luôn, anh em thấy không, bóng lưỡng một khúc. Cây này thích hợp cho anh em bún cá chẽm nha. Một một mét tám, thông số L 1/32 đến 1/4 OZ. Quấn 8g, 4 đến 8 level nha anh em. Đây, cái này thích hợp cho anh em quấn cá chẽm. Đã ghê. Đây, alo ship. Còn nó tí bé tí luôn. Rất đẹp. Mã F3 này có giá là 1 triệu. Mã F3 này cũng có giá là 1 triệu nha anh em. Tứ mã F4. Mã F4 là một cây hai khúc của Gamakatsu. Đây. Lucy. Rovit, đây, cây này là cây Gamakatsu nha. Thông số của cây Gama là 2m7, 3/16 đến 5/8 OZ. Linh 5 đến 10 level. Quấn BE đẹp nhất là BE1 0.8 với 1. Cây này cho anh em quấn cá chẽm, với lại có thể kết hợp quấn gọi là câu mực á anh em, câu mực lá. Cái này cái nó mơ đây đó, cho anh em muốn cá chẽm với hoặc là câu mực lá. Cái này thông số mềm nha anh em, hai khúc, được trang bị dàn khoen buji xít chân xám. Cái này là xít chân xám, này gọi là nó chất liệu mạ titan đó, nên vậy nó hạn chế nước mặn cực kỳ luôn. Này hai khúc Gamakatsu nha. Anh em có thể dùng cái này quấn, mình sẽ quấn kết hợp câu thẻo đầu cành cũng được nữa. Đó, mình quấn cá chép. Thì dòng Gama này, phôi Gama này thì anh em cũng đã biết cái chất lượng của nó rồi. Hàng này là hàng rất là ok về vấn đề thương hiệu và vấn đề về phôi. Đây, thông số của nó. Anh em thấy không? Thì cái mã cây Gama này em sẽ bán giá, mức giá là 1 triệu. Một triệu tám nha anh em. Cây Gama này em sẽ bán mức giá là 1 triệu 8. Cho anh em nào thích hợp câu cá chẽm với lại quýnh mực, câu mực cũng được nữa nè. Rồi kết hợp quýnh đầu cành cũng được nữa. Quýnh mình quýnh thẻo á. Đó, cho anh em bắt cá chép cũng được, quýnh bắt chép Luffy cũng được. Là mã F5. Mã F5 là một cây Ryobi 2m7L luôn. Mà cây này thông số là cứng hơn nha. Dòng này dòng Made in Korea, Made in Haribon. Đó. Còn Việt Nam mình là Made in Trấn Thành. Khoen Buji Sheet rất đẹp. Cây này mới gần như chưa sử dụng, mới tinh. Bao zin còn nha, cây này còn bao zin. Thông số của nó đây L, thì L cái này quýnh mát cỡ chừng, để em tính nha, để em tính theo kinh nghiệm của em đi. Rồi L cây này quýnh mát 10g, 10g đến 12g nha anh em. Cây này quýnh mát 10g đến 12g. BE quýnh đẹp nhất là BE 1.5. cho anh em quýnh cá chẽm, cây này quýnh chẽm lu mực cũng được, cá chẽm cũng được nha.
Rồi. Cây này em sẽ bán với mức giá 5 triệu 400k nha anh em. Cây này khá đẹp đấy. 1 triệu 400k. Đây là 3 cây. Thì tới kế tiếp là mã 6. Mã 6 là một cây full box 2m7m dành cho câu cá chẽm, là si bát, là cá chẽm nha anh em. Thì cái này full box thì em để xem tháo ra chưa, sẽ tháo ra cho anh em coi. Đây 2m7 2 khúc made in Korea, si bát khoen buji xám độ bu xít nha anh em. Thì cái này mới 100%, chưa hàng chưa sử dụng. Đây hàng chưa sử dụng, em được mã 6 và mã 7 là hai cây giống nhau phải không? Để em coi coi, mã 6 mã 7 hai cây giống nhau, mã 6 và mã 7 thì em bán sẽ là 1.350.000 một cây lên này, giá cũng khá tốt. Mã 6 mã 7 là 1.350.000 nha anh em. Cho hai cho cây full box này. Kế tiếp là mã 8, mã 8 thì không thô số cũng y chang luôn nhưng mà nó giờ là 3 mét thôi nha. Cái này là tới 3 mét lận. Y chang cây kia thôi. Chất liệu carbon foil hay da sắn. Ê, foil carbon sắn. Khoen buji hạt lôi, độ bu xít mới chưa sử dụng. Cây này em sẽ bán là 1.400.000. Giờ kế tiếp. Kế tiếp là một cây 2 khúc. Cây này là cây này là thông số khá là ok nè. Hàng này cũng khá ngon nha. Cây này cho anh em bún cá lóc còn khá êm. Ba mét ba ml 6-18 dB 7-30 gram made in Taiwan RLC Grandview, hãng này cũng hãng Daiwa Grandview, đúng rồi, cái này cái Daiwa Grandview khoen buji. Khoen vàng khoen buji xích đã không đây anh em, khoen buji xích đề 3-30 chân cao nha. Cái này là khoen buji xích đề 3-30 chân cao một chân, đề 3-2 chân mấy khoen trên một chân nha. Cây này cho anh em thích hợp là quýnh cá lóc nha, lóc với là quýnh gền. Cây này cũng khá ngon đây, lóc với gền chẽm lóc gền thông số này nên em coi. Cây này em sẽ bán mức giá là 1.500.000 thôi cho anh em có cái dụng. Em cho cây 3m3 này 1.500.000 thôi, bán giá tốt luôn. Rồi kế tiếp là mã kép, đây là mã gì, F9. Còn tới kế tiếp là mã F10. F10 thì dòng này là dòng gì, Marozap Shop Para. Dòng này thì anh em chơi cũng đã biết rồi. 2m78 2m58 chứ. 10-30 gram. 8-14 level. Cái này thích hợp cho anh em muốn chẽm nha. Muốn chẽm, muốn lóc cảm giác. Đây, khoen buji. Cái này mới còn bao zin luôn. Thì cái này em sẽ bán sale với mức giá 1.300.000 thôi cho anh em. Dòng này, dòng Microsoft này em nói luôn, hàng Microsoft này nội địa là ok. Thứ nhì, anh em chơi hàng made in China lại ngon hơn made in Việt Nam nha. Anh em nhớ mua và cảm nhận nha. Microsoft anh em mua made in China ok,
bánh Việt Nam là nó, em thấy là nó không bằng China. Theo cảm nhận của em thôi nha. Còn những anh em nào có cái ý kiến khác thì nhớ comment và giúp em nói cái hàng đó, hàng vậy vậy vậy. Thì ai cũng phải có học, em cũng sẽ học. Đồ câu mình muôn màu muôn dạng lắm. Có những lúc em phải học những người nhỏ hơn em luôn, kinh nghiệm câu cũng mới đây nhưng mà họ tìm hiểu rất là sâu, em cũng phải học theo. Thì em học những cái đó là những cái kinh nghiệm để mai mốt em ra em bắt con cá nó tốt hơn. Thì có gì anh em cứ chỉ em, cái nào sai anh em cứ nói comment giúp em ha. Và cái kia là mã này, mã gì bây giờ là mã 10 em bán là 1.3 triệu nha. Kế tiếp là mã 11. Mã 11 cũng là một cây 2 khúc. Cây này hàng China xuất nha anh em. Gì China hay Cura gì đây, để em coi lại. Mã F11 Shorty Master Seabass. Hàng wheel này là của Cura 100H nha. Cây này là 100H Cura, hàng Korea xuất Nhật, khoan Buji. Thì thông số H á, là anh em quấn mát là 60g nha anh em. 60g, 10 đến 30 label. Thì em bán rất nhiều cây thì em đã quen thông số rồi. BE mát quấn đẹp nhất là BE 2 đến 3. Đây, cái wheel này thì em sẽ bán cây này với mức giá là 1.150.000 cho anh em, giá tốt. Cho anh em nào điều kiện chưa có đam mê cá lóc nhưng mà điều kiện thấp thì anh em lấy cái này. Nãy tới mã F12. F12 là cây này thì đợt trước em cũng đã báo rồi. Cây này là cây chuyên cá lóc với lại quấn gền nha anh em. Cây này là tai quát. Cái cây này cực kỳ ngon luôn mà sao anh em lại chê, em cũng biết chắc cái màu quá. Chứ em nói thiệt cây này cực kỳ ngon luôn. Đề ba. Đây. Đề ba chân cao xít. Cây này rất là ngon. Phôi nè anh em thấy không? Phôi dày và nhẹ đó. Nè. Mới tinh. Cây F12 này 4.2 triệu nha anh em cho một cây tai quát. Kế tiếp là F13. Cái F13 này là hàng triển lãm bên Nhật nên vậy là còn tem còn mạc, anh em thấy không? Thì cái F13 này là 3m3 MH, 20 đến 80g, mã BE 2.5. thì cây này có mức giá là 4.500.000 đây cho cây carbon xoắn này. Thì anh em quýnh lóc xa bờ với là Lugan thì nếu mà thích hợp thì quýnh cây này nha. Phôi rất là đẹp anh em thấy không? Nó mới tinh luôn á. Cái này làm chưa vệ sinh nha, chưa lau chùi gì đó. Này hãng này là hãng Setaban. Cái hãng này là hãng chỉ dành cho thị trường châu Âu nha anh em. Họ quýnh những cái gền đá, họ quăng ra, họ bắt những con cá biển giống như con cá bữa em coi là giống như những con cá thu nhỏ, cá thu giống như những con cá thu, cá ngừ của mình mà nhỏ ấy. Đó, họ dùng những cái này họ quýnh. Đây. Sò rít. Cái này có mức giá là 4.5 triệu cho F13. Tới cây F14. Đây. Là một cây Daiwa Hodolock. Thiết kế rất là đẹp. 2m15. Made in Thailand. Thì cây này nó thiết kế nè anh em thấy không? Cái dàn khoan Buji Xích nè, đồ mới nè. Đó. Xích Low Rider, cái dàn khoan này cũng đủ tiền nè. Đó anh em thấy không? Và cái thế của cây này là anh em thích hợp quýnh những ở vùng này, xích cũng được, cây này xích cũng được nè. Cái này anh em quýnh được máy đứng máy ngang luôn nha. Cái này xích cũng được nè, câu ngâm cũng được nè. Đó, cái này thích hợp cho anh em quýnh máy đứng được luôn, máy ngang được luôn nha anh em. Thiết kế rất là hay. 2m15. Đó. Cho em quýnh xích, câu ngâm, câu bè. Cái này quýnh bè ở Phú Yên mình săn cá lớn cũng được. Đây, cây Daiwa Yaki Ika
2m15. Mã này là mã mấy nè? Mã F14, mức giá là 1.500.000 nha anh em. Đó, cho cái này cho anh em săn hàng. Đây, tới kế tiếp là mã F16. Là một cây cần tay 9m, đây là thông số của nó đây. Còn 1.3 nha. Góc 25.8, nặng 305g. Tỷ lệ carbon 99.8%, cực kỳ cao luôn. Anh em, đây là cây dòng NFT Ola Blood, dòng này là dòng NFT foil kim cương. Đây là cây NFT foil kim cương. Và cái hay của nó là được một cái lóng phụ nữa thôi phải. Đúng rồi. Có cái lóng rồi. Nhớ có cái lóng phụ nữa không phải. Hay có cái gì không? Không có rồi. À. Không có lóng phụ rồi. Dạ cây kim có lóng phụ. Không có. Được cái này còn hợp. Hợp sách. Hợp đầy đủ. Được cái mới. Mới. Đây em cho anh em coi phôi là phôi kim cương của NFT. Đó, nó phóng kim cương hay da sóng rẹp không nè, anh em thấy không? Cái này mới 90% nha anh em. Đây em tháo ra cho. Thì nếu mà độ cứng cái này khoảng 4-5H nha anh em. Đây. Đó, nó phôi kim cương nó vậy nè. Đó. Em thấy đẹp không? Hai lóng. Đó, đẹp không? Cực kỳ mới luôn. Nặng quá. Ba lần mấy mà cầm rung tay. Sao nó chạy? Đây. Rất đẹp. Em thấy không? U, da đẹp quá. Anh em, đây là phôi kim cương, cái này mới gần như chưa sử dụng đây. Đó, rất là mới. Ơi, cây này em sẽ có mức giá là 2.8 thôi nha. 2.8 cho cây mã 15 này thôi. Cây mã 15 là 2.8 nha anh em. Cho cây NFT Ola phiên bản kim cương. Này. NFT Ola cho cây phiên bản kim cương. Rất là đẹp. Cầm trên tay đã quá. Bán sale 2.8 thôi, giá cũng khá rẻ so với thị trường á. Đây, NFT Ola kim cương. Kế tiếp là một cây zit, này là slide zit nhẹ nha, anh em quấn zit được cũng được, giờ anh em quấn bóp lua cũng được, cái này lua biển cũng được. Nó anh mình quấn, mình đứng trên tàu mình bắt, mình quấn mồi ra những cái gành đá đó. Mã 16 này có cân nặng là 288g, thì cây này có thông số như sau. Đây. 10 đến 30g là thông số lùa. 2m 28, 12 đến 16 lê beo. Thì cái này thích hợp cho anh em xích nhẹ cũng được nè, mình xích cũng được, mình xích nhẹ cũng được. Rồi mình quấn bóp nhẹ cũng được. Rồi mình lùa cũng được. Thì cái này nó đa năng. Đa năng nha, nó dòng cắm gốc. Đó, cho thích hợp anh em lại.
ngồi trên tàu ghe thuyền hồi nãy. Thì cái này thích hợp quýnh cho những con bài lão, bài quỵt đó, cá thu, nhồng, những con cá ăn săn mồi. Thì cái này em sẽ bán mức giá đây là giàn khoan xích bớm đi để ba ngược, và cái này em sẽ bán mức giá khá tốt 1.950.000 nha, giá cũng khá là êm. Kế tiếp là một cây sâu rết, à gớt, cây sâu rết này có thông số là 7.6 này, mát lùa mát 150g, be 40 level, đát 6kg, dở thẳng 6kg. Thì cái này cũng là 2m28, được trang bị giàn khoan buji xích cũng khá đẹp. Cây sâu rết này cho anh em xích bóp hoặc là lua cũng được đó. Thì dòng này nó đa năng cho anh em câu biển này. Sâu rết cây này cũng còn rất là mới, và cây này có mức giá là 2.400.000 nha anh em. Cho anh em chơi những cái dòng thể loại mà côn đảo thì mình chuẩn bị đi, mình chuẩn bị từ lúc này là được rồi, vài em nữa bão nó xuống là anh em mình đi câu cũng khá ok. Kế tiếp là một cây F18. F18 là một cây ken wrap đây, chất liệu carbon hay da xoắn, anh em thấy không, xoắn rất là đẹp đó. Đó, khoen buji xích bớm. Cây này có thông số là 6 bằng kênh map này lắm. Nó ghi chung chung đây. 8 feet 2m4, 18 đến 75 g. 12 đến 40 level là 18 đến là với 75 g là thông số luôn nha anh em. Còn này anh em có thể quấn xích được luôn, xích hơi dài. Hơi dài mình xích dài dài rồi câu ngâm, câu những rạn đá anh em quấn cá mú á, mình ngồi trên tàu bè đó mình quấn chì có chừng 150 200 hay 250 gram đó, mình quấn cá mú ở biển Nha Trang hay Phú Yên đồ đó thì cái này săn cá mú cũng khá ok. Ngọn này cũng khá to đây, alo ship môi chề, cái này cũng hồi đẹp quá anh em thấy phù hợp. Cây mã 18 này có mức giá là 2.700.000 nha cho anh em. Nó còn ra cái mốt nó còn bọc cái nhựa, cái miếng xốp nhựa luôn. Đó, nó lấy băng keo nó dán này đựng cho nước biển vô á để hư cái mốt này luôn. Cái này thằng Nhật nó chơi kỹ nè. Anh em về không thích là tháo băng keo ra nha. Đó, nó chơi lấy băng keo á, băng keo đen của mình nó dán để đừng cho cái hở những cái mốt này nè, để cho nước biển vô hư cái mốt. Nó xài cũng kỹ, cái mod đây còn nguyên luôn đây, 2.700.000. Tới cây mã 19, mã 19 là một cây sao rớt y như cây mã 17 luôn nha, mức giá là 2.400.000 luôn. Cây sao rớt mã 19 này với mã 17 y chang nhau, 2.400.000. Kế tiếp là một cây, đây cây này khá đẹp nè, đây anh em, cây này khá đẹp á, đẹp không? Cây này là cây Shimano Saltwater Sport 2m4, 8 feet, 18 đến 80g, 14 đến 30 level đây. Mã con đầy đủ, hàng Shimano đây, dàn khoen của nó rất là đẹp anh em thấy không, khoen buji xích chân cao đề 340 thì phải, 40 hay 30 ta, đề 330h đây anh em câu. Thì cây này anh em lua cũng được, xích cũng được, lua hàng nặng nha,
đua cũng được, dứt cũng được, con ngâm cũng được. Đây thì cây này có mức giá là 2.650.000 cho cây Shimano này. Mã này là mã F20 nha anh em, 2.650.000. Kế tiếp là mã 21-22. Là một cặp luôn nha anh em. Cây này cứng, cây này cứng. Đây, Kamaya, dòng này là dòng hạng nặng, để cho tụ Nhật nó câu hạng nặng nha anh em. Cây này có thông số không ghi gì hết. Hạng nhờ hạng này em sợ nhất là hạng này. Thích thì nó ghi, không thích là nó không ghi. Cắm gốc để em đo đường máu. Mà anh thích giùm em đi, để cho em ghi ghi giùm em đi, để em khỏi phải đo. Đó. Rồi, cái này có thông số là 2m1 nha anh em. Cây 7 feet 2m1. Cây Kamaya này thì em được 2 cây, 21, 22 một cặp. Phen Buji xích bướm. Đây, cái này cho anh em muốn zip cũng được, cái đọt cũng khá to đấy. Nè, anh em thấy cái đọt không? Đây, cây này quấn mát, nếu mà em câu zip, cây này em quấn mát có thể lên tới 250g nếu em câu cứng. Đây, Kamaya thì cây này em sẽ bán mức giá là 2.500.000 một cây nha anh em. 2.500.000 một cây. Em có được một cặp. Em mua giá nào thì em rẻ thì bán rẻ nha anh em. Đó, em có được một cặp, anh em lấy cặp báo em. Kế tiếp là mã F23. Mã F23 cũng là một cây zip luôn, 1m8. Này. Cắt WT1-2, zip 1-5, 150g nha anh em. 160g max zip nha anh em. Ủa, ngọn của nó, góc của nó là... lộn, em xin lỗi. Đây, cái góc của nó. Cái này max zip 160g. Cho anh em quýnh ở Côn Đảo cũng được. Đây, cái zip này rất là hay. Nó không cứng nha anh em. Uống 100 mấy 160, mà ngọn là không có kiểu mà cứng ngắt giống như những cái dòng kia. Đây anh em thấy không, cái này của Jackson con mồi rất là đẹp nè, nó nhúng như nè. Thì cây này em sẽ bán mức giá là 2.500.000 nha anh em cho cây Fit Fighter. Cái dòng này là dòng hàng châu Âu nha anh em. Nó khoen Buzi Sit chân đề 330 bướm. Đây, kế tiếp là một cây này, cây lua hay cây gì đây? Cây đây. Ồ, cây Daiko. Cây này là cây Daiko 5'6", 1m95. Cây này có thông số là 14-48g. BE quýnh 1-3, mát 3.5 kg. Cây này cho anh em quýnh rất nhẹ ở Côn Đảo. Và em nói luôn, cây này em đã đi chỉ keo lại rồi. Tại thật sự luôn, anh em câu biển, em nói trong lô này, cái khoen nào anh em biết rồi, mình câu biển là nó bị xét chân khoen. Khi mà về nó bị xét chân khoen và nó rất là dơ, thì em phải bắt buộc em phải vệ sinh, em đi em quay keo lại nha anh em. Em quay keo lại để cho mình câu, nó không bị hư, gọi là đang câu. Giờ em không đi keo lại, em không đi keo lại, em không làm đẹp cây cần lại. Giờ anh em đang câu, lớp cái khoen ra, chắc anh em chửi em thôi, nói thằng bán đồ câu này thôi. Em sợ quá, em phải đi keo, quấn chỉ quay keo lại cho nó đẹp vậy nè. Bán cho anh em, em bớt chửi em lại. Đó, nó là như vậy. Thì cái này cho anh em có thể lua được, có thể xích nhẹ được, quýnh Côn Đảo cũng được. Đó, ngọn này cũng cho anh em quýnh xích nhẹ. Đây, thì Daiko, dòng Daiko anh em chơi cũng đã hiểu cái chất liệu phôi của nó rồi. Cái này là cắm gốc nha anh em. Đây,
Cây này em bán là mức giá 2.600.000 cho cây Daiko này. À, 2.600.000. Rồi. Kế tiếp là một cây, ồ cây này khá đẹp nè. Đó, để khoen Buji Seed đờ mớ. Và cây này là cây à, để cho nó quấn gì? 7021 ML Marozap Cotap. Thì cây này có hai cách mình chơi. Một, nếu anh em quấn cá lóc mà địa hình khó chịu, vướng quấn cỡ chừng 2m1 rồi đó mà cần cứng thì lấy cây này. Cây này có thể dùng lua được luôn nha. Anh em có thể lua được luôn. Đây. Đó. Và cái thứ nhì, Lai Xích. Đó nha anh em, Lai Xích. Xích nhẹ. Có thể lua được luôn. Cái này do cách mình chơi thôi, quấn bóp quấn xích. Đó, cây này là dòng China, dòng khá ngon. Đây, khoen Buji Xích. Anh em thấy khoen không? Mở rất là đẹp. Và cây này em sẽ bán mức giá là 2.300.000. Này. Ủa, lộn không ta? Em bán lộn 2.600.000 chứ. Lộn, em xin lỗi nha, 2.600.000. Tại em tính theo giá yên á, em cộng hơi nhầm. Nha anh em, cây này em bán mức giá là 2.600.000. Thì anh em cứ tính đi, nếu mà anh em ra mua khoen này, riêng cái bộ khoen này không, chứ cái đầu bu là 1.400.000 gì đó. Riêng cái đầu cái dàn khoen này nè. Kế tiếp là một cây ba khúc của Daiwa 53m. Đây. Cây này được trang bị dàn khoen Seed Low Rider cho anh em có thể câu ngâm. Mình quýnh đầu cành cũng được, kết hợp cũng được. Thì ngọn nó khá bé, khá nảy nè anh em thấy không. Mình quýnh săn chép cũng được, giờ mình câu bè cũng được. Đó, câu lăn xê cũng được, anh em thích gì câu đó. Quan trọng là do người câu nữa nha. Mình mua cái cần mình phải tìm hiểu được cái địa hình mình câu. Ờ, đây. Cái này nếu em quýnh lăn xê cũng được, quýnh bơm cảm giác. Đó, quýnh chì 50g. Em quýnh chì 50g ra em câu ngâm cũng được. Giờ quýnh thẻo câu đơn cũng được, câu lưỡi đôi cũng được. Giờ em câu biển cũng được. Đó, cho anh em đủ thể loại. Thì bao nhiêu cái khoen này là đủ tiền rồi. Thì anh em đi, thấy đi, 19 cái khoen ship này anh em tính giá ra cũng đủ tiền rồi. Em bán cây này là mã 26, 1.500.000 nha. Đó, anh em lấy khoen cũng đủ tiền nha. Kế tiếp là mã 27. Mã 27 là một cây gì đây? Khoen Buji Seed. Cây này là một cây zit một khúc. Cho anh em 5.6 1m 1.15 1.68 BE34 Winmax 6 OZ 106 rồi cũng cao rồi nha. 5-6 OZ cao. Cái này quýnh là 632 gần 200g. 1 OZ 32g phải không anh em. Này. Khoen Buji Seed cần một khúc nha anh em. Một khúc 1m68. Ồ, cây này quýnh 200g mà cái ngọn nó đã vậy. Cây này quýnh action rất là đẹp nha. Thì anh em lấy cây này. Cây này em sẽ để mức giá cũng khá tốt, 2.400.000. Nhưng mà em sẽ khuyến mãi cho anh em một cái nè. Anh em lấy cây này, em sẽ bỏ tiền, em sẽ kêu thợ bỏ, em tự bỏ tiền túi ra luôn. Em sẽ đi keo, em sẽ đi lại những keo này. Đó, em sẽ đi sân bóng lại, em đi bóng em sẽ làm đẹp cây cần này. Em sẽ quấn chỉ lại. Cái này em sẽ bọc bằng co cho anh em lại luôn, cho đẹp luôn. Thì cái này em sẽ khi mà giao tới anh em phải cho em 5 ngày. Anh em cọc. Cọc ra nha. Như cây này là cắm gốc nè. Như không phải cắm gốc hay một khúc ta.
để em coi lại. Thì em sẽ đưa cho thợ, nếu nếu mà cây này cắm gốc em sẽ lấy gốc nó ra. Cây này một khúc thì càng ngon, thì một khúc nó càng ngon thêm chứ không vấn đề gì ha. Thì em sẽ làm tuốt từng tuột lại. Giao khi mà giao anh em hứa phải đẹp, em sẽ giao. Đó. Đảm bảo anh em tới tay là phải đẹp. Đó. Rồi, cảm ơn anh em nhiều nha. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ. Anh em nhớ đăng ký và subscribe giùm em một cái kênh đầu câu Nhật Hoàng Tiger. Anh em nhớ. Cảm ơn anh em nhiều. Chào anh em, chúc anh em một buổi tối vui vẻ.